kính mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Góc nhìn tôn giáo hôm nay. Và hôm nay chúng tôi đang nói về đề tài sự thật và tình yêu. Thì kính thưa quý vị, thì có lẽ là tôn giáo nào cũng dạy chúng ta về tình yêu. Chúng ta phải thương yêu những người đối diện, chúng ta phải tha thứ những người đối diện. Tuy nhiên thì đứng trước những sai trái của những người đối diện như vậy, sai trái thật sự chứ không phải là sai trái đối với cái sự phán đoán của chúng ta, nhưng người đó nếu mà sai trái thật sự thì với tình yêu chúng ta có đến với người đó để giúp cho người đó thấy cái điều sai trái của họ hay không. Bởi vì chúng ta hay nói là sự thật thì mất lòng thì hay mất lòng, hay là nói lời ngay thì hay mất bạn. Nếu mà chúng ta nói những lời ngay, những lẽ phải đối với những người đang làm sai trái thì nhiều khi là họ lại ghét chúng ta, họ lại tránh xa chúng ta và gây mất cái tình bạn hữu. Và vì vậy mà cái đó là phần 2 chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Mỗi tôn giáo chúng ta chia sẻ như thế nào về tình yêu nhưng không có sự thật? Chúng ta có thinh lặng trước những cái điều ác của những người khác hay không? Kính mời Mục sư Hồ Việt. Dạ, thì cái vấn đề của chúng ta, nếu mà ví dụ như tôi ngày nói nghe cư sĩ Nguyễn Dũng nói là đưa ra tòa, thì vấn đề là nếu trong tổ chức hay là trong hội thánh thì không phải là một cái tội phạm, họ làm sai thôi, họ làm này làm kia sai, chứ không phải là một cái tội phạm mà đối với luật pháp là phải có tòa quan tòa xử. Đó thì mình phải chia ra như vậy để mình mới hiểu rằng ok, nó đến cái độ nào. Nếu mà cần thì phải có luật pháp, phải cần có luật tòa án. Còn nếu trong anh em mình mà họ chỉ làm những cái lỗi rất là bình thường và cần phải được sửa đổi thì chúng ta phải như thế nào, thì đó là cái tình trạng nó như vậy, thì mình phải hiểu như vậy. Thì đối với hội thánh mà khi anh chị em phần lớn là họ tự nguyện họ làm và họ hầu việc Chúa, cho nên nhưng mà vì họ không hiểu cho nên họ làm sai. Nên ở đây chúng tôi có những cái câu nói điều mà chúng ta cần phải học hỏi ở đây, và chúng tôi theo luật của Chúa như vậy. Tình yêu của anh chị em phải chân thật, hãy ghét điều ác và mến điều thiện. Vì anh em mình phải thương yêu nhau và thương yêu phải chân thật. Và những điều người làm sai thì chúng ta biết họ làm sai, làm ác, làm không có đúng, thì chúng ta giúp đỡ họ, để mọi người đều không có muốn làm như vậy, nhưng mà vì họ không biết, không hiểu, cho nên chúng ta phải hướng dẫn họ để làm lại cho đúng. Và cái việc hướng dẫn là như thế nào thì cái việc đó hội thánh phải lo, và bằng tình yêu thương và bằng sự chân thật. Có nghĩa là chúng ta không có thể che lấp tội lỗi được. Đối với Đức Chúa Trời, tội lỗi cần phải được ăn năn, cần phải được nhìn nhận và cần phải được thay đổi và chấm dứt. Cho nên chúng ta cần phải nói rõ, nói thành thật với họ. Và đó là yêu thương. Thương là mình chúng ta phải xây dựng, phải nói ra những điều đó và cho mọi người đều được tốt và mọi người đều học hỏi. Ở đây nói là, nhưng mà khi mà gặp cái trường hợp mà có thể phạm tội như vậy thì anh em coi chừng thôi, mình bị cám dỗ bắt chước họ. Thì đây là điều Chúa dạy dỗ. Chúng tôi có một câu nữa rất là quan trọng. Thưa anh em, trong mọi trường hợp đừng chỉ trời chỉ đất hay bất cứ vật gì mà thề, phải thì nói phải, không thì nói không, để anh em khỏi bị kết án. Thì nói là phải thành thật, nói thật. Vâng, cảm ơn ông sư Hội Việt. Mời cư sĩ Dũng. Dạ, kính thưa quý vị, như trong phần dẫn nhập tôi có trình bày đó, cái nhìn của người tôn giáo đó là có tình và có lý. Khi đến một người có tội lỗi, việc trước hết chúng ta dùng tình cảm. Và sau cái phần tình cảm đó, trong sự thảo luận và trao đổi với nhau bằng cái tình như thế nào? Tình người đồng hương, người Việt hải ngoại, tình của người trong cộng đồng người Việt quốc gia, và tình của người Phật tử hoặc người Kitô hữu. Đó là những cái tình yêu mà chúng ta có thể dùng những câu kinh thánh hoặc những câu kinh Phật để mà giúp đỡ những người đó. Và sau đó thì đến cái phần lý. Cái phần lý, tại vì mình sống ở đất nước Hoa Kỳ này là một cái xã hội pháp trị. Do đó mà khi mà chúng ta đi tình và qua cái lý rồi đó, thì cái lý là nó đi đến cái chỗ rằng tù tội, hoặc cái lý nó đưa đến nhiều cái vấn đề khó khăn khác nữa. Thì khi mà chúng ta trao đổi với những người mà chúng ta thấy rằng đây là cái tội thật sự, thật ra mình cũng khó đoán thế nào là tội thật sự và thế nào là không. Thì tại vì hiện tại bây giờ, thí dụ ở mỗi nơi người ta nói rằng cái người đó bị tội, nhưng mà cái người kia bị kết án tội nó nói chúng ta không. Là tại vì làm sao giải quyết được, là mỗi người binh theo một cái lý lẽ riêng. Thành đó
Đó là lý do mà khi mà chúng ta trình bày vấn đề thì trên hai phương diện tình lý để giải quyết sự thật, thì như vậy nó mới thuyết phục được cái người, cái đối tượng mà đang tội lỗi. Dạ vâng, cảm ơn người sử dụng. Mời Hòa Thượng. Kính thưa quý ngài và quý vị, nếu mà giá trị mà nó thuộc linh, nó thuộc tinh thần, thuộc trong tôn giáo thì nó có rõ ràng là nó có giới luật, có quy chế, có nguyên tắc, có luật lệ, có nội quy vân vân. Để chẳng hạn ví dụ giới luật nó về liên quan đến cái lời nói thì nó có bốn điều liên quan đến cái miệng nó của mình, đã không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời chia rẽ, không nói lời phù phiếm đó. Nhưng mà đời sống của chúng ta khi mà sống chung, đặc biệt là sống ở giữa cuộc đời này, chẳng hạn ví dụ huynh đệ chúng tôi ngồi đây, nhà ai nấy cũng đều có quan tâm đến những vấn đề chung quanh xã hội, cộng đồng, quốc gia, thế giới vân vân. Nhưng mà khi mà quan tâm đến những chuyện như vậy thì quá nhiều những chuyện mà hàng ngày chúng ta phải để ý, không dễ dàng để chúng ta mở miệng, ta muốn nói gì nói, và mà nói không đúng cách, không hợp thời đúng lúc thì là cũng gặp khó khăn. Nhưng mà quả thật rằng người có tôn giáo riêng về đạo Phật, chúng ta phải có cái khi mà cư sĩ Nguyễn Dũng nói tình và lý thì ở đây nó về bi và trí, tức là cái tình thương và trí tuệ. Trên tình thương tức là cái sự bao dung, sự che chở, sự thông cảm, sự hỷ xả, sự thương mến, nhưng mà phải có trí, tức là trí đây có thể nói là cái lý đó, tức là cái lý trí, cái sự hiểu biết của mình phải xen vô để cho cái tình thương bao dung đó nó phải được thăng hoa, chứ không thể là bao dung đó để cuối cùng ra cả hai đều sống trong cái điều kiện rất là thấp thỏi, và cuối cùng ra chúng ta không có tiến hóa được trên đời sống tinh thần tâm linh của tôn giáo trong chợ. Dạ vâng, cảm ơn Hòa Thượng. Kính thưa quý vị, thì đối với công giáo chúng tôi thì thật sự thì cái chuyện mà tình yêu và sự thật thì tình yêu thông thường phải đi trước sự thật. Tại sao vậy? Thật sự nếu mà một người mà mình muốn sửa đổi họ, mình muốn chỉ những điều sai trái của họ, trước hết mình phải yêu thương họ cái đã. Thứ nhất là mình đã họ cảm nhận cái sự yêu thương, sự quan tâm của mình thì khi đó họ mới lắng nghe những cái điều mà mình sửa đổi họ. Còn mà không, nếu mà họ nhận mình là một người đối thủ hoặc là mình là một người kẻ thù thì chắc chắn là những cái điều mà mình nói lên sự thật, cho dầu sự thật có đúng những cái điều sai trái của họ thì họ cũng khó mà lắng nghe, cũng như họ khó mà chấp nhận để sửa đổi. Chúng tôi chia sẻ điều này nhìn vào cái gương của Chúa Giêsu Kitô, trong những cái lối hành xử của Ngài lúc nào thì Ngài cũng sửa đổi những người làm sai trái, ví dụ như là cái người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang rồi đem tới để Chúa phán xét, thì cũng vậy Chúa thông cảm, Chúa nói lên những người lời yêu thương đó với người phụ nữ đó trước khi mà Ngài nói với cô đó là cô hãy đi và đừng phạm tội nữa. Cũng vậy, một điều khác nữa là như là người phụ nữ ở Samaria, ở giếng Jacob, thì cái người phụ nữ đó tới nói chuyện với Chúa thì Chúa cũng biết là cái người phụ nữ đó đã có nhiều đời chồng và cô ta cũng rất khó chịu trong cái việc làm của cô ta. Tuy nhiên thì Chúa không có đánh động vào cái điều đó đầu tiên, nhưng Chúa gợi chuyện cho cô ta nói thì cô ta cảm nhận được cái sự quan tâm cũng như cái lòng thương yêu của Chúa, thì nhờ đó thì cô ta có mới mở rộng tấm lòng ra để có thể đón nhận những cái điều mà Chúa góp ý cho cô ta được. Cho nên tôi nghĩ cái điều đó là điều rất là quan trọng đối với tình yêu, phải đi trước sự thật. Những người mà chúng ta cố gắng chúng ta sửa đổi thì họ cảm thấy là chúng ta quan tâm tới họ, chúng ta muốn giúp cho họ, chứ không phải là chúng ta chỉ trích họ và chúng ta tấn công họ, thì khi đó thì họ dễ dàng họ đón nhận những cái điều mà chúng ta sửa đổi nhiều hơn. Vâng, đó là một chút xíu tôi muốn chia sẻ quý vị về cái phần 2 của chương trình. Phần 3 của chương trình chúng tôi sẽ đi tới vấn đề là sự thật nhưng không có tình yêu, tức là chúng ta nói sự thật nhưng không có tình yêu trong đó thì nó sẽ như thế nào. Xin kính mời quý vị trở lại phần 3 của chương trình. Xin cảm ơn quý vị.